Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra được chủ nhân của giải đặc biệt trong ngày hôm nay. TV Skyward by Mi Hyun ạ. Nhà nào ạ? Anh chị em hô to tên của mình cho em nghe được không ạ? Mình còn khá khá các anh chị mình ở lại. Quý vị thân mến, nếu như sau 3 tiếng đếm anh chị nào mà chúng ta đã lỡ về rồi thì coi như may mắn của mình sẽ được thuộc về người khác nhé. Sau 3 tiếng đếm thì em, nếu mà không có anh chị nào lên nhận thì em sẽ xin phép hủy thăm và tìm ra người may mắn tiếp theo. Và xin mời đó hơn ạ. Vâng ạ, xin mời Đỗ Hân hô thật to tên của người may mắn nhất của tối ngày hôm nay được ạ. Dạ, một anh, một là một người đàn ông. Tự nhiên khó đọc quá. Dạ, một anh có cái họ, họ Bùi ạ. Bây giờ ở trong mình đây, anh em mình đây có anh nhỏ họ Bùi. Tiếp theo là Bùi Văn. Bùi Văn ạ. Không biết là có ai mà tên ba chữ, chữ đầu, chữ Bùi, chữ thứ hai, chữ Văn không ạ? Mà em xem thấy cái tên này quen quen ta. Hình như hồi nãy mình trúng rồi đúng không ạ? À hồi nãy mình trúng rồi, vậy là nhầm không rồi ạ? Một người chỉ có tên một lần thôi, hồi nãy em lấy ra hết. Anh là Bùi Văn Úc đúng không? Hồi nãy anh trúng thưởng rồi đúng không? Đúng không anh? Dạ xin lỗi anh nha, có một sự nhầm lẫn ha. Rồi xin lỗi anh. Hồi nãy là thăm xong là em lấy ra hết á. Rồi xin mời Bảo Hân nha. Anh Huy may mắn mình đã đến một lần rồi thì xin cho phép mình nhường một cái sự may mắn đặc biệt đến cho người khác anh nhé. Những người nào mà chúng ta đã trúng rồi thì chúng ta sẽ không có được thoát lại à. Vâng ạ, xin mời Bảo Hân công bố thử xem biện pháp may mắn tiếp theo của tên gì nhé. Họ gì Bảo Hân ơi? Trương. Họ Trương ạ. Thứ hai chữ đầu tiên là chữ M ạ. Chị nào hỏi chị là Trương gì chị? Phải Trương Minh Hằng không Bảo Hân? Chúc mừng chị Trương Minh Hằng trúng rồi chị ơi. Vâng ạ, xin chúc mừng chị Trương Minh Hằng ạ. Có một sự quý vị ạ, xin chúc mừng chị Trương Minh Hằng ạ. Vâng ạ, và xin được mời lên sân khấu ông Nguyễn Tuấn Anh, chủ tịch hội đồng quản trị của Tavina sẽ cùng tiến lên sân khấu trao phần thưởng đặc biệt nhất của đêm nay cho chị Trương Minh Hằng ạ. Chị ơi, hai đứa em đem may mắn đến cho chị á, cái TV đó tí chị chia cho tụi em chút đỉnh ha. Rồi xin mời chị đứng ra giữa sân khấu ạ. Mình chia ba nha chị. Rồi ạ, xin mời chị TV ạ. Và sau đây xin mời ông Nguyễn Tuấn Anh sẽ cùng trao phần quà đặc biệt nhất, may mắn nhất của buổi tối tiên ngày hôm nay đến cho chị Trương Minh Hằng ạ. Vâng ạ, xin chúc mừng vì gặp may mắn nhất ngày hôm nay. Quý vị trong những tay thật lớn được không ạ? Không biết là có anh trai nào giúp chị Hằng bưng cái này xuống không ạ? Có anh trai nào không ạ? Vâng, cảm ơn anh chủ tịch của chúng ta rất là nhiều.